Mạnh Quỳnh đột ngột qua đời. Theo giờ Việt Nam, Mạnh Quỳnh chia sẻ bài đăng khá dài tâm sự với khán giả về chuyện không vui mình vừa gặp phải. Năm ca sĩ cho biết vừa phát hiện năm cuộc gọi nhỡ và vài tin nhắn từ bạn bè. Đang hoài nghi thì một người bạn gọi lại hốt hoảng hỏi, sáng giờ có chị tổ chức show ngày 23 tháng 4 ở Lake Charles mà mày sắp hát đó. Chị nói với tao là Mạnh Quỳnh chết rồi. Tao nói đùa với chị đó là một năm Mạnh Quỳnh bị đột quỵ 2 3 lần và chết 2 3 lần chị ơi. Chị ấy cứ bảo là thật đấy. Chị mới đọc tin tức trên mạng Thấy chị nói cũng nghiêm túc lắm Làm tao hoảng hồn nên gọi mày xem sao Mà gọi hoài mày không nghe máy Làm tao tưởng thật Giờ mày nghe rồi tao nhẹ nhõm để trả lời cho chị ấy biết Để khỏi tìm ca sĩ khác thế mày Trong show 23 tháng 4 sắp tới của chị ấy Ngắn ngầm trước chuyện này Mệnh Quỳnh cho biết Anh tưởng rằng những thông tin thất thiệt như vậy Vốn chỉ lừa được khán giả vô tư dễ tin Nhưng hóa ra người trong nghề cũng bị sập bẫy Mạnh Quỳnh bức xúc khi bị bịa đặt thông tin lên án hành động kiếm tiền bằng việc theo dệt bôi nhọ người khác. Mạnh Quỳnh nói thêm đây cũng là lý do khiến anh từ một người không dùng mạng xã hội đã phải chơi Facebook. Thỉnh thoảng Mạnh Quỳnh sẽ đăng bài để khán giả yên tâm. Dưới phần bình luận, cư dân mạng đồng cảm với Mạnh Quỳnh, tức giận thay cho nam ca sĩ. Nhiều người mong anh sẽ làm căng để tình trạng này không tái diễn. Trước Mạnh Quỳnh, nhiều nghệ sĩ dù đang sống khỏe mạnh, vẫn bị đồn qua đời đột ngột. Sau mỗi lần như vậy, họ phải lên sóng giải thích, đính chính để khán giả yên tâm. Nghệ sĩ Hồng Đào tiết lộ cuộc sống tại Mỹ đối diện với bệnh tật. Mới đây nghệ sĩ Hồng Đào có clip hé lộ cuộc sống của mình tại Mỹ và lý do mở kênh YouTube cá nhân. Trước đây tôi là một người sống kín đáo, đi show đi làm về chỉ lòng vòng trong nhà, không tham gia mạng xã hội. Tôi mới dùng Facebook được 3 năm nay thôi và cũng mới có fanpage. Khi tham gia mạng xã hội hướng tới những điều tích cực trong xã hội tôi rất vui. Sau đó bạn bè nói sao Hồng Đào không mở YouTube đi thực sự tôi không có ý định mở kênh youtube vì không biết làm gì cả có một cô em nói với tôi chị ơi nổi tiếng như chị chỉ cần sáng đánh răng rửa mặt thôi cũng có người coi tôi trả lời cô em là chị chỉ cần quay ba ngày đánh răng rửa mặt thôi là đến ngày thứ tư khán giả nhìn chị là khóc ra kem đánh răng luôn đấy có một người khác lại bảo cô làm youtube đi cô cô chỉ cần sách xe chạy lòng vòng rồi nói chuyện với bạn bè là ok tôi cứ nghĩ đánh răng rửa mặt hay chạy xe lòng vòng đều là công việc bình thường hàng ngày có gì đặc biệt đâu để mà coi bởi vậy nên tôi hoàn toàn không có ý định làm youtube cho đến khi có những sự việc xảy ra trong cuộc đời mình, những sự việc không thể đoán trước được, tôi phải đối diện với vấn đề sức khỏe, đối diện với bệnh tật. Sau đó tình hình dịch bệnh kéo dài hơn một năm, những điều này khiến tôi thay đổi suy nghĩ. Tôi nhớ lần bệnh nặng phải nằm viện, tôi nằm viện khá lâu, những ngày đầu mệt mỏi đến nỗi tôi không thể ngồi dậy. Lúc đó tôi chỉ ước có thể tự đánh răng để nhìn tươi tắn thoải mái hơn. Cho đến ngày thứ ba tôi cố gắng ngồi dậy lết vào toilet, nhìn thấy mình trong gương và cầm được bàn chải lên, tôi mừng đến muốn khóc. Tôi đã đứng dậy được rồi, đi được rồi đánh răng được rồi và mình sẽ khỏe mạnh. Cái khoảnh khắc đánh răng lúc đó tôi quý không thể tưởng tượng được, rất xúc động. Trong khi trước đây, tôi nghĩ nó tầm thường không đáng để ý. Sau đó bệnh dịch kéo dài hơn một năm khiến tôi không đi làm được. Công việc không tiến triển, không được gặp gỡ bạn bè. Tôi chỉ cầu sao được đi làm trở lại, được lái xe lòng vòng gặp gỡ bạn bè. Tất cả những điều trước đây tôi nghĩ bình thường giờ lại trở nên quý báu, khiến tôi cần nó vô cùng. Sau khi trải qua việc đối diện bệnh tật, dịch bệnh, tôi nhận ra rằng nếu mình có sức khỏe, xung quanh mình cuộc sống bình yên thì tất cả sinh hoạt hàng ngày, ăn uống, đánh răng, chạy xe đều rất quý. Từ đó tôi muốn lưu giữ những khoảnh khắc quý giá đó cho tôi, cho con cháu sau này và cho khán giả. Nghệ sĩ Hồng Đào sinh năm 1962, tốt nghiệp khoa diễn viên kịch nghệ trường nghệ thuật sân khấu 2 cùng với Hồng Vân thành lập Hữu Châu. Hồng Đào thuộc thế hệ vàng của sân khấu kịch Sài Gòn. Dù không quá nổi bật về ngoại hình khi mới vào nghề, nhưng khả năng diễn xuất của Hồng Đào để lại ấn tượng với khán giả. Các vở kịch thành công với sự tham gia của chị như Đêm họa mi ngôi nhà không có đàn ông giấc mộng cây vàng lôi vũ nhờ tài năng diễn xuất và gương mặt an hình hồng đào thường xuyên xuất hiện trong các bộ phim nổi tiếng đầu thập niên 90 như nước mắt học trò sân ga tình yêu lẽ nào em không nhận ra anh từ gương mặt tiêu biểu thuộc thế hệ vàng của nền sân khấu miền Nam, Hồng Đào sang Mỹ định cư năm 94, sau đó gặp và kết hôn cùng Quang Minh. Hai vợ chồng có hai con chung là Phương Vân và bé Sophia. Tháng 7 năm 2019, nữ diễn viên bất ngờ xác nhận chia tay chồng sau 24 năm gắn bó. Trải qua cuộc hôn nhân đổ vỡ, Hồng Đào vẫn giữ cuộc sống tích cực, tinh thần lạc quan. Hiện nữ nghệ sĩ sống cùng con gái tại Mỹ. Diễn viên Hồng Đào kể về việc bị bệnh nặng phải nằm viện, rất mệt mỏi, không thể ngồi dậy nổi, Trải qua khoảng thời gian này, diễn viên Hồng Đào càng cảm thấy trân quý sức khỏe của bản thân hơn. Hậu ly hôn Quang Minh, diễn viên Hồng Đào nhanh chóng vực dậy tinh thần. Hiện chị đang sống tại Mỹ, vì tình hình dịch bệnh diễn ra phức tạp nên khoảng thời gian này chị không thể đi diễn. Thời gian rảnh rỗi nữ diễn viên tranh thủ tận hưởng cuộc sống. Mới đây, chị chính thức mở kênh youtube cá nhân để chia sẻ với fan về cuộc sống thường nhật của mình. Ngay trong video đầu tiên, nghệ sĩ Hồng Đào tiết lộ về khoảng thời gian khó khăn khi bị bệnh nặng có lần Hồng Đào bị bệnh nặng phải nằm bệnh viện, những ngày đầu rất mệt mỏi, ước gì có thể được tự đánh răng nhưng không thể ngồi dậy nổi. Đến ngày thứ ba, tôi cố ngồi dậy, cố lết vào nhà vệ sinh. Khi soi mình trong gương, cầm bàn chải đánh răng lên, tôi mừng muốn khóc vì đứng dậy được, đi được và đánh răng được, và mình sẽ khỏe mạnh. Hiện tại tình hình sức khỏe của Hồng Đào đã ổn định và quay trở lại cuộc sống đời thường. Sau khi mở kênh, Hồng Đào vui mừng và sung sướng khi số người đăng ký theo dõi nhiều hơn con số trong suy nghĩ của chị. Khán giả mong rằng nữ diễn viên sẽ có những chia sẻ thú vị ở những video tiếp theo. Một nữ nghệ sĩ ở Mỹ, Quang Minh Hồng Đào về tôi bật khóc trong phòng hóa trang. Trang Thanh Lan được biết đến là một ca sĩ, diễn viên, nghệ sĩ hài nổi tiếng ở cả trong nước và hải ngoại. Cô là con dâu của danh ca Hùng Cường, vợ cũ ca sĩ Quang Bình. Ít ai biết Trang Thanh Lan từng được đóng chung phim với huyền thoại Thanh Nga. Tại chương trình Nhà có khách vừa qua, nữ nghệ sĩ kể lại. Hồi ở Việt Nam, năm 17 tuổi tôi đã đi đóng phim điện ảnh. Đó là phim xa lộ không đèn, đóng chung với chị Thanh Nga. Tôi và chị Thanh Nga đóng vai chị em trong một gia đình rất nghèo. Từ quê lên Sài Gòn, ở nhà tranh rách nát. Cha chạy xe ôm, mẹ bán chè. Chị Thanh Nga là chị hai. Tôi là chị ba với mấy đứa em nữa. Chị Thanh Nga ban ngày đi học, tối về dạy các em. Các diễn viên trong phim đó giờ chết hết rồi, ra đi hết. Có mình tôi còn sống. Từ Bắc Nam Châu từ cô Kim Cúc, chị Tường Vi, chị Thanh Nga. Tôi sống dài quá. Thời điểm đó tôi mới đi hát được 2 năm. Được đóng chung với dàn nghệ sĩ nổi tiếng như vậy là vinh dự lắm. Vai diễn của tôi cũng xuất hiện nhiều. Lúc đó tôi lại không run vì toàn bậc cha chú. Ai cũng thương tôi, coi tôi như con gái. Các chú đều động viên tôi không sợ, cứ vào diễn. Tôi bé nhất trong dàn diễn viên nên được mọi người thương. Được chỉ từng chút một, cái gì không biết đều được chỉ. Với lại diễn điện ảnh lúc đó dễ lắm, không như bên kịch, nói một câu là cắt cảnh. Bởi vậy, nên nhiều diễn viên chỉ biết diễn theo ý đạo diễn, đạo diễn kêu sao làm vậy, không có gì sáng tạo. Tiếp đó Trang Thanh Lan chia sẻ về một góc khuất hậu trường của cô, khi chuyển sang diễn hài khi mới ly hôn chồng cũ là ca sĩ Quang Bình. Tôi phải công nhận tổ nghiệp rất thương tôi, đúng lúc tôi đang buồn chuyện gia đình thì cho tôi nhảy sang hài kịch. Lúc diễn hài là tôi bắt đầu ly dị. Những ngày tháng đó tôi lên sân khấu diễn hài cho người ta cười, nhưng vào hậu trường là khóc. Lúc đó Quang Minh Hồng Đào đi về, tôi bật khóc trong phòng hóa trang. Đó cũng là lần khóc cuối cùng trong cuộc đời tôi. Tôi cảm thấy vô cùng bơ vơ, lạc lõng, cô đơn. Sau ly hôn, tôi nuôi con gái, còn con trai lúc đó đã đi làm. Các con đều ở với tôi. Dộ hình ảnh nghệ sĩ Hồng Đào stress nặng đến mức bỏ bê sức khỏe. Quyết định quay trở về Việt Nam sau hơn 30 năm hoạt động nghệ thuật tại hải ngoại, nữ diễn viên Hồng Đào đang dần bắt nhịp trở lại với những công việc và dự án mới. Trên mạng xã hội, cô thường xuyên chia sẻ hình ảnh về công việc, cuộc sống tại quê nhà. Tuy nhiên, nhiều người hâm mộ tinh ý phát hiện Hồng Đào có dấu hiệu xuống sắc, lộ rõ vẻ tiêu tụy. Nữ nghệ sĩ tâm sự, có thể mọi người đã quen với hình ảnh một Hồng Đào vui tươi, năng lượng và hay chặt chém trên sân khấu. Tuy nhiên, bản thân mình cũng trải qua những thăng trầm, nhiều khi cảm thấy không thể vượt qua được. Đặc biệt, trong hai năm qua khi toàn thế giới bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, được biết, Mỹ là một trong những quốc gia đầu tiên hứng chịu thiệt hại nặng nề của Covid. Gần như mọi hoạt động bị đình trệ, cuộc sống đảo lộn hoàn toàn. Hồng Đào cho hay, Cô đã không thể gặp con gái trong suốt 2 năm trời, các công việc đều bị bỏ dở, cả ngày chỉ ở nhà khiến Hồng Đào thấy stress và bắt đầu không còn quan tâm tới bề ngoài và sức khỏe như trước. Lúc đó mình thấy sức khỏe cơ thể bắt đầu xuống dốc, da rẻ có dấu hiệu lão hóa và sạm hẳn đi, các nếp nhăn cũng bắt đầu xuất hiện nhiều hơn, nhưng thật sự lúc đó mình chưa ý thức được đâu. Mãi đến khi hết dịch bệnh, nhiều bạn bè thốt lên, sao dạo này trông xuống sắc và già đi nhiều, thì Hồng Đào mới giật mình bừng tỉnh. Hồng Đào chia sẻ, cứ 10 năm phụ nữ sẽ cảm nhận mình đang già đi một bậc. Tuy nhiên phụ nữ sau 60 tuổi sẽ cảm thấy rõ ràng nhất sự lão hóa và xuống dốc không phanh về cả sức khỏe và sắc đẹp. Nhận thấy rõ sự thay đổi này, Hồng Đào cảm thấy đã đến lúc phải đầu tư nhiều hơn vào chăm sóc sức khỏe cho bản thân. Nhận thức được việc gương mặt và làn da và cả một gia tài của người phụ nữ, đặc biệt với một nghệ sĩ như Hồng Đào, nữ diễn viên với sự giúp đỡ của người bạn trí cốt đã áp dụng lộ trình làm đẹp đúng cách để lấy lại sắc vóc nhanh chóng qua những hình ảnh chia sẻ trên mạng xã hội hồng đào được nhận xét nhan sắc ngày càng trẻ trung so với tuổi những bức ảnh cập nhật về cuộc sống ở mỹ của nữ nghệ sĩ được khen là tràn đầy năng lượng và sức sống sau ly hôn nghệ sĩ hồng đào đang sống ở mỹ cùng hai cô con gái xinh đẹp vicky phương vân và sophia minh châu còn nghệ sĩ quang minh đang sống và làm việc tại việt nam